Chào các bạn, chào mừng các bạn đến với chuỗi video về Manufacturing for BIM của OneCAD. Thì trong video trước, mình đã giới thiệu cho bạn một engine về Data Exchange giúp trao đổi dữ liệu giữa Inventor và Revit để cho các bạn có một cái nhìn tổng quan hơn về các trao đổi giữa hai ứng dụng trên. Thì mình sẽ giới thiệu thêm một vài các ứng dụng khác, một vài các công cụ khác giúp trao đổi dữ liệu giữa hai phần mềm này. Và không để các bạn chờ lâu thêm nữa, chúng ta sẽ ra vào nội dung chính của video ngày hôm nay. Mình là Phi, hỗ trợ thực đến từ OneCAD Việt Nam. Trong các công trình xây dựng, sự xuất hiện của các chi tiết như tủ, bàn hoặc là các lỗ móc là điều không thể thiếu để đảm bảo độ chính xác và phục vụ cho nhu cầu sản xuất. Thì các chi tiết trên thường được thiết kế trên các phần mềm chuyên dụng như là Inventor hoặc là AutoCAD. Còn với Revit thì đây là môi trường dùng để thiết lập mặt bằng hoặc là thiết lập vị trí tổng thể của các đối tượng trong dự án. Nói cách đơn giản, Inventor sẽ là nơi thiết kế các family để Revit thực hiện trong giai đoạn thiết kế. Hiện nay, AutoCAD sẽ có hai phương pháp chính để trao đổi dữ liệu giữa Inventor và Revit. Đầu tiên đó chính là sử dụng các công cụ có sẵn trên phần mềm Inventor, và thứ hai đó chính là sử dụng nền tảng AutoCAD để là nơi trung chuyển dữ liệu của hai ứng dụng này. Với phương án sử dụng các công cụ export có sẵn trên phần mềm Inventor thì chúng ta sẽ có 4 cách sau đây. Đầu tiên đó chính là BIM Content. Ngoài việc truy xuất cho bạn các thông tin 3D của mô hình thì bạn sẽ có thêm các thông tin phi hình học như là hãng sản xuất, mã dự án, vật liệu hoặc là các thông tin cần thiết cho quá trình xây dựng mô hình BIM về các đối tượng mà bạn đang thiết kế trên Inventor. Ngoài ra, với BIM Content, bạn cũng có thể dễ dàng thay đổi lại góc tọa độ của chi tiết, vì đôi lúc góc tọa độ được thiết kế trên Inventor sẽ gây khó khăn trong quá trình đặt mô hình đó vào phần mềm Revit. Khi xuất dữ liệu bằng BIM Content trên Inventor thì file của bạn sẽ có 3 định dạng để lựa chọn. Đầu tiên đó chính là RFA, IFC và cuối cùng là AutoCAD Exchange. Thì với 3 định dạng này, bạn sẽ dễ dàng chuyển nó sang Revit và hiện các công đoạn tiếp theo. Tiếp theo là bạn có thể xem mô hình được thiết kế trên Inventor theo định dạng SAT. Sau đó, sử dụng tính năng InvoCAD trên Revit để đưa nó vào dự án của bạn. Với SAT thì đây là một định dạng trung gian để trao đổi dữ liệu 3D giữa các phần mềm với nhau. Tuy nhiên, với cách export này, nó sẽ không mang các thông tin phi hình học, điều khá là quan trọng trong quá trình xây dựng mô hình BIM. Và cuối cùng, đó chính là Simplify. Khi truy xuất dữ liệu sang Revit, không phải lúc nào bạn cũng sử dụng mô hình có độ chi tiết cao, bởi vì nó sẽ ảnh hưởng đến trải nghiệm của người dùng khi làm việc trên dự án có dung lượng quá lớn. Để giải quyết vấn đề trên thì Inventor cung cấp tính năng là Simplify trong môi trường Assembly. Nó có công dụng chính là đơn giản hóa mô hình và bảo mật thông tin của dự án. Với Simplify thì bạn có thể export ra file RBT, một định dạng gốc của phần mềm Revit. Và với định dạng này, bạn sẽ có tất cả các thông tin mô hình bạn thiết kế trên Inventor. Trước đây, OneCAD Việt Nam đã thực hiện một video về nội dung Simplify này. Các bạn có thể ghé qua để tìm hiểu chi tiết hơn. Với những cách mình vừa nêu trên, thì khi có bản cập nhật hoặc là có sự thay đổi trong thiết kế, thì bạn phải nhờ phía đối tác gửi cho bạn một cái file mới nhất và đưa nó vào thủ công vào dự án của bạn. Và nếu bạn quản lý dữ liệu không tốt thì bạn sẽ khó khăn, không biết đâu sẽ là dữ liệu cuối cùng. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về các công cụ sử dụng nền tảng AutoCAD để lưu trữ file cũng như là giúp cho bạn quản lý file một cách hiệu quả hơn. Đầu tiên, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về Data Exchange. Đây là add-in được cung cấp trên Inventor và Revit. Với công cụ này, bạn sẽ tạo ra một vùng dữ liệu trên nền tảng đám mây giúp cho quá trình làm việc công tác giữa Inventor và Revit diễn ra thuận lợi hơn. Quy trình của Data Exchange là bạn sẽ đẩy một file Revit và các view được thiết lập lên nền tảng AutoCAD, sau đó đưa nó vào các Inventor để làm tham chiếu. Công cụ này giúp cho giai đoạn thiết kế trên Inventor diễn ra một cách chính xác nhờ vào các tham chiếu từ Revit. Một điểm khá là quan trọng đó là với cách ứng dụng này thì khi bạn thay đổi mô hình trên Revit và publish nó lại trên nền tảng AutoCAD thì dữ liệu của bạn sẽ được cập nhật trên Inventor, đảm bảo rằng bạn đang làm việc với dữ liệu mới nhất, loại bỏ đi các nguy cơ về mất dữ liệu. Và rồi, OneCAD Việt Nam đã thực hiện một video về Data Exchange. Các bạn cũng có thể ghé qua kênh để tìm hiểu thêm về nội dung này. Và cách trao đổi dữ liệu cuối cùng mà muốn hiểu với các bạn trong video ngày hôm nay đó chính là AutoCAD Inform Design. Thì đây là một phương án thiết kế kết hợp giữa Inventor và Revit vừa được AutoCAD cho ra mắt gần đây. AutoCAD Inform Design là in có sẵn trên Inventor và Revit. Add-in này sẽ tận dụng sức mạnh mô hình hóa bằng tham số các đối tượng 3D trên phần mềm Inventor và hỗ trợ cho việc xây dựng các family trên Revit. Đây là cầu nối mạnh mẽ giữa các cơ khí và xây dựng. Các file cấu hình sản phẩm trên Inventor sẽ được lưu trữ trên AutoCAD. Sau khi đã có các giá trị cấu hình phù hợp của các đối tượng thì người dùng Revit có thể tạo ra các cấu kiện có kích thước hoặc là thông số phù hợp với nhu cầu thì hệ thống của AutoCAD sẽ tạo ra các mô hình tương ứng. Đây là một cách trao đổi thông tin khá là hiện đại. So với bước cách trước, bạn sẽ tạo ra mô hình trên Inventor, sau đó chuyển chúng sang Revit. Còn với Inform trên Inventor, bạn sẽ tạo ra các tham số, các giá trị ràng buộc đối với chi tiết bạn đang làm việc. Sau đó sang Revit, bạn sẽ chọn ra một phiên bản phù hợp với nhu cầu của dự án và tiến hành tạo mô hình.
Và trên đây, mình vừa giới thiệu với các bạn các phương pháp chính giúp trao đổi dữ liệu giữa Inventor và Revit. Việc sử dụng công cụ nào còn phụ thuộc vào yêu cầu cũng như là mục đích của từng dự án cụ thể. Riêng đối với mình thì mình sẽ sử dụng Data Exchange và Inform, vì hai phương pháp này đều lưu trữ dữ liệu trên nền tảng đám mây là AutoStock, giúp cho dữ liệu của mình luôn luôn được bảo mật cũng như mình có thể dễ dàng kiểm soát các phiên bản. Và ngoài ra, khi đối tác có cập nhật thay đổi về thiết kế thì dữ liệu cũng sẽ được tự động cập nhật về phía mình, giảm bớt đi các công đoạn cập nhật thủ công như là email hoặc là nhắn tin, giúp cho mình luôn luôn biết được mình đang làm việc với file dữ liệu là mới nhất. Nếu các bạn có thắc mắc về những nội dung có trong video hoặc là những nội dung khác liên quan tới Autodesk thì hãy để lại câu hỏi phần bình luận. Đội ngũ Brandkeep Việt Nam sao cho bạn. Cảm ơn bạn đã theo dõi video và hẹn gặp lại trong những nội dung tiếp theo.